em mình vừa đi hái được ít sen mọi người ạ. Sen ở chỗ mình thì nó thật ra nó hơi second hand tí, nhưng mà được cái nó thơm. Mọi lần là mình cũng định làm cái món hoa sen ướp gà rồi đấy, nhưng mà món đấy để sau. Hôm nay là anh em mình đã chuẩn bị 500 quả trứng cút lộn. Đấy là trứng cút nhá, chim cút nhá. Úi, trứng cút nhá mọi người nhá. Trứng cút lộn đâu mà lộn. Trứng chim cút tẩm hoa sen. Tẩm hoa sen, tí nữa mọi người sẽ biết là anh em mình sẽ làm thế nào nhá. Riêng trứng cút ấy mà nướng lên nó đã cũng khá là ngon rồi, nhưng mà ướp về hoa sen này thì bây giờ của chó. Bây giờ vặt hết ra đã, xay nhuyễn đã. Để mọi người vào xem à. Anh xay cả cái miếng đó à? Xay tất. Cái thơm hơn cái hoa nhỉ? Không biết là có xay được không mọi người ạ, nhưng mà khả năng là sẽ xay được, còn nếu mà xay được hết. Ý thôi, tinh cốt thì không? Lấy âu trứng để đổ luôn vào. Đổ vào đấy luôn đấy. Lấy âu trứng đây. Okay. Mau đệ bảo ấy, giống như riêu cua ấy, nhưng được cái nó rất là thơm. Cái to cá mày cho mắm muối chính vào. Ok luôn anh ơi. Dầu ăn nữa. Đấy, bây giờ đảo nó lên nhé mọi người nhé. Thứ cho đã. Mắm một bốc. Thôi rồi. Dầu ăn một bớt. cho nó ngấm. Rồi, giống như kiểu trứng giềng đấy. Giờ ăn hột bông. Cái công thức của em mình tự cho ra. Ít thở ăn quá. Ít khổ mà. Đấy. Mình chính hột bông. Anh ơi. Đấy, đúng rồi. Hai chiều. Rồi. Ăn. Muối. Thêm dầu ăn nhá. Ok. Mình nó giống như là muối ba chiều. Thôi thôi, ui dồi ôi. Hai chiều mà. Mặn quá. Thêm dầu ăn. Thôi. Thêm dầu ăn. Đấy, bây giờ sẽ anh em mình sẽ để khoảng tầm 10 phút xong bắt đầu xiên que và nướng nhá. Hôm nay sẽ làm một cả lò nướng di động BBQ à, gì nhỉ? Buffet tiệc đứng. Rồi. Buffet đâu nhỉ? Nhiều món chứ. Đây có một món. Buffet một món. Rồi, ok. Đấy, bây giờ bắt đầu xiên làm ạ. Xiên thêm một hàng này luôn này anh. Đấy, nhìn ngon. Đây giống kiểu là kẹo hồ lô này. Ai kẹo hồ lô nào? Đúng là kẹo hồ lô Trung Quốc. Không biết là nguyên liệu bằng cái gì anh nhỉ? Hình như là quả. Quả. Kẹo hồ lô là quả. Quả phúc đường mà. Anh chẳng biết gì. Anh muốn rốt học. Chẳng thế, cái đấy là quả đấy mọi người ạ. Kẹo rồi lại còn quả. Không phải đâu. Quả hôm nay nè, cho người ta phụt đường vào. Đấy. Đây là những sâu gọi là trứng nướng của anh em mình nhá. Trứng nướng hoa sen. Kẹo hồ lô đây. Ướp rất là lâu rồi. Còn đây là quả xe BBQ của anh em mình. Rất cẩn thận. Trứng này thì rất là nhanh chín nhá, mà thực ra là nó chín rồi. Nhưng mà phải nướng nó vàng rộm lên nó mới thơm. Nó ngon mọi người nhá. Nó ngấm gia vị của anh em mình. Tinh cất ra. Ok. Bây giờ anh em mình sẽ chợp trứng đi bà. Hôm nay nhá, anh em mình chia lấy cái này vào. Công quỹ 2.000 một sâu là 2.000. Một sâu phải 2.000. Kẹo hồ lô này. Cháy. Kẹo hồ lô nào. Cháy nước đâu anh? Chưa. Mình ra sân bóng thì mình chở. Ok. Kẹo hồ lô này. Lật cháy. Kẹo hồ lô nào. Ui cháy rồi. Cháy thế này mới ngon này mọi người nhá. Đấy. Ui, quả đấy vàng này. Quả đấy vàng ngon đấy. Nay anh em mình quyết định đi ăn hàng luôn. Xuống đến nơi có bia bọt mới ngon rồi. Xuống đến chỗ nó mát hơn. Ra quán sẽ tí nữa đem quả cả một xe nướng của anh em mình ra quán để ăn nhá mọi người. Marica là Marica thêm bia. Thêm bia? Chẳng thế, không có rượu thì buồn nôn. Mình không nghiện bia rượu đâu, người ta cứ nói mình thế. Uống nó mát thế chứ không phải là uống là nghiện ngập. Vàng nhờ. Uống rượu không phải là để say. Uống rượu là để cho biết đắng cay cuộc đời. Làm rượu. Đấy. Người ta còn thích thì còn phải lùi than nó mới ngon. Nó mới thơm cái hương vị do than. Làm cái gì chẳng có sai lầm. Đấy. Trắng đấy. Trắng là kia. Do lá sen do hơi dày. Đất dày sen. Dù. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Nhìn sen này nhìn xuống nhỉ anh nhỉ? Nướng ấy, xém vàng, phê nó rồi đấy. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục đi xuống xuống dưới quán mọi người nhá. Đây. Đi ăn hàng. Thằng thong. Mát ơi. Cùng đến chỗ này mát. Đấy chưa, anh để pháo lại. Rồi. Ra mình đây. Ngồi đây thưởng thức. Đấy. Chỗ này mình mát này mọi người ạ. Vào lấy bia, vào đi. Ok. Bớt, vào đây, ấy, thôi. Chèm cây đấy, xuống đây. Tiểu Nhi ơi, cho cháu xuống đây nhanh. 10 chai bia. Một. Kẹo hồ lô. Lon Coca. Xuống đây ấy, ngại à? Đấy nha mọi người nhá. Đây là những xiên kẹo hồ lô của anh em. Ngon không? Đấy. Mình sẽ thử miếng. Cho em xin một cái. Mời các mọi người á. Quên. Vào đấy mời các bạn mỗi người một chiên đã. Mời tất cả mọi người nhá. Mời các bạn đã. Đấy. Rớt. Mời các bạn trước. Ôi. Ôi giời. Anh nhìn con anh nhở. Ôi. Không đi. Không đi ơi. Làm chiến. Không làm ăn nha. Ra. Gì đấy? Chị quay mặt em nữa đây. Trứng à? Trứng cút à? Ngon đấy. Đấy bà. Bà ơi. Đâu bà đi. Đấy. Ba ngồi trong sàn, là tưởng là thịt. Bà làm chiên này bà. Thử chiên đi. Chiên nướng. Bà đây. Đây, trở ra tận nơi luôn. Đấy, bố. Trứng. Kẹo hồ lô. Ông, làm xiên không ông? Kẹo hồ lô. Bóng đây. Bóng đâu xiên không ông? Chín. Đây. Anh hai xiên nhà hai chị em này. Đây, cho hai chị em này. Đó. Nào. Bo đâu rồi? Cứ bo đâu rồi? Bo nó ở ngoài cây rồi. Đó. Bây giờ sang bên kia thưởng thức đấy ba. Ăn xin được không? Bơi. Đấy, lấy cái xiên. Cầm ra xiên nữa đi. Đấy. Mẹ cầm cái máy xiên nào? Đấy. Ôi, con bầu ở đâu này? Trứng à? Trứng gì đấy? Con gửi xe Hải Lâm nhá. Con gửi xe Hải Lâm đấy. Alo. Ngon thế đây. Có miếng à? Ngấm nhỉ? Rồi, ok chưa? Đây cho ông 5. Cho ông 5 không? Đây, đây. Đây, đây, cho ông 5 bát xiên. Đây ông ở đó là 11 rồi, cái 15 nó mới lên đến nơi. Rồi, bây giờ sang bên này để thưởng thức. À, chị béo, làm xiên. Idol bệnh. Ôi, con đây, lôi kít được, lôi kít ngọt. Nhặt lên, nhặt lên, nhặt lên. Tí quá. Đây. Cháu làm được khoảng bao nhiêu xiên này? Cái này gì đây? Hả? Cái này gì? Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô ấy, kẹo hồ lô tẩm xiên. Em chưa như thế bao giờ. Chưa ăn bao giờ. Làm gì có ai được ăn bao giờ? Chúng của. Đây. Cá bò. Người đại ca. Đại cá bò đâu? Mời tất cả mọi người nhá. Đấy, cho nó một cái. Đâu? Cây rồi. Đấy, đúng à? Đây có. Đấy. Ngại à? Ngại thì mẹ lấy rồi đấy. Đấy, đây. Cho một cái nữa. Đây. Đấy. Hôm nay sẽ ngồi ăn ở đây cho mát nha mọi người nhá. Đấy. Đi, ngại gì? Vẫn uống bia hay là... Đi, ngại gì? Mời tất cả mọi người nhá. Đáng nghe ra là anh em mình sẽ làm một xe gọi là buffet ấy, gọi là nhiều món ấy, nhưng mà làm công việc anh ơi. Bán trứng. Bán gì đấy? Đấy. Bán gì đấy? Bán đâu cháu nướng trứng. Nướng à? Đấy, ba lấy mấy chiếc bán. Không, đấy bà. Nếu đâu thì mua. Đấy bà, lấy quả bán đi. Đây. Đây. Cháu bán đấy. Cháu bán đâu. Không bán á? Đấy là tiền. Ôi, không lấy à? Tiền lẻ. Tiền lẻ nó không lấy đấy mà. Đây, đây. Đây. Đây bà. Đứng còn chú Mao kìa. Vào đấy. Đi vào con chú. Vào đấy. Đây. Đặt xiên đâu. Đấy. Xiên nào cũng chín rồi mà, chín hết rồi. Cái ghế thật à? Bảo à? Ngồi ghế. Bác này giả tiền này. Cháu lấy 500.000 cơ. Đây có cái đồng 1.000 nhá. Không. Đưa kia không? 1.000. Sáng nay. 1.000 mà. Thế không lấy ra đến gì? Không lấy cho. Bà cứ lấy đi, bà cứ lấy thoải mái đi. Không, cầm hai tay ba xiên rồi đi về đây. Hai tay ba xiên. Xiên nha ba nhá. Về đây. À đây nha mọi người nha. Anh Lộc béo mà thơm hoa sen nhỉ anh nhỉ? Cái vị mùi hoa sen nó kiểu nướng lên nó cũng hơi mất vị một tí rồi. Nhưng mà vẫn nó ngấm vào vẫn rất là ngon nhá. Quên mất vùng muối.